tin ngày hôm nay, Misty làm phù thủy. Ha ha ha, trời đẹp quá, phải đi dạo một lúc thôi. Hôm nay trời đẹp thật Tani nhỉ? Cũng đẹp bình thường thôi. Ha ha, nhưng không đẹp bằng Tani đâu. Yeah, hu, mát quá đi. Ha ha, không thấy có gì để dùng đến đũa phép nhỉ? Ha ha, bội không, trời ơi, cẩn thận chút. Không 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 không, tông vào tôi bây giờ. Ôi da, ouch. Ôi, cái lưng của tôi. Hả? Thứ gì rơi từ trên trời xuống vậy? Là một cây đũa phép. Thật sao? Có ai làm rơi vậy nhỉ? Cậu có biết ai làm rơi không? Tớ cũng không biết nữa. À, tớ có ý này. Hay là chúng ta giữ nó lại đi. Được đó, mau đi tìm gì đó chơi. Ôi da, đào mông quá đi à. Đã nói đi chậm lại rồi mà. Hả? Đũa phép của ta đâu rồi? Ôi không ổn rồi, ta làm rơi mất rồi. Rơi ở đâu rồi không biết nữa. Không có ở đây, trời đất ơi. Nó sẽ vô cùng nguy hiểm khi rơi vào tay kẻ xấu. Phải nhanh chóng tìm lại. Hả? Ở đây có một cái chiếu. Mình biết tìm ở đâu bây giờ? Bên này, Tani và Nick nhặt được đũa phép thì hí hửng cầm đi chơi. Tani, nhìn kìa, thử trên chiếc xe đó đi. Ấm ba la cà la chứ rồi. Wow, nó thật sự biến thành xe đạp rồi kìa. Tớ cũng muốn thử nữa. Hả? Nick, cậu nhìn bên kia kìa. Ấm ba la. Thích thật gì? Đưa đây, tớ cũng muốn thử. Tani, cậu nhìn cái diều kia đi. Hồ biến. Thật là thú vị, tuyệt vời quá đi. Wow, mình phải cướp cây đũa phép đó. Thật không may, Sharon hiếp ở cạnh đó đã biết hết mọi chuyện. Hắn mòn mèn đến gần. Sharon, này, cứu tớ với. Ouch. Ôi không, Tani. I'm coming for you. Có muốn cứu nó thì mau giao đũa phép ra đây cho ta. Được rồi, ngươi bình tĩnh, nhận lấy và thả Tani ra. Đúng là ngốc. Xem đây. Không, không, không. Có cây đũa phép này, ta sẽ thành bá chủ thế giới. Ôi không, Nick bị biến thành zombie rồi. Đừng mà, đó là bạn cậu mà. Nick ơi, cậu tỉnh lại đi. Sức mạnh đã thuộc về ta. Từ giờ trở đi tất cả sẽ phải nghe lời của ta. Hả? Tìm thấy rồi. Ôi, đũa phép của ta. Đũa phép, hãy quay về đây. Siren Heath, mau trả đũa phép lại cho ta. Ôi không, là phù thủy Misty. Misty đã lên chỗ mình rồi bắt đầu di chuyển pháp thuật tối cao tiêu diệt Siren Heath. Ha, mày còn lấy lại kịp thời. Được rồi, mau trở lại như cũ đi. Hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Ai ok? Tani, cậu có sao không? Nick, cậu bình thường rồi. May quá, cậu không sao cả. Ta đi đây. Nick, Tani, trả lại tóc cho ta. Không trả. Liêu liêu. Mọi người mãi nô đùa mà không để ý đến biển báo nguy hiểm. Tránh ra. Ui, tóc của mình. May quá không sao. Hãy xem đây. Ây da. Ây da. Ôi dồi ôi, đau quá. Khủng long. No. Ôi không, phim này to rồi. Ai quậy phá giấc ngủ của ta đấy? Ây da. Misty, dậy đi, nhanh. Misty, dậy đi. Không kịp nữa Misty. Rồi. Misty, dậy. Cứu tôi với. Chúng ta phải cứu Misty. Ngay lập tức, biệt đội siêu anh hùng đã xuất hiện chiến đấu với khủng long. Nick Spider-Man. Tani Iron Man. Biệt đội siêu anh hùng, xông lên. Khủng long, xem đây. Ouch. Hả? Misty. Misty, Misty, tỉnh lại đi. Đáng ghét. Người nhện Nick xuất chiêu, xem đây. Người nhện định giăng lưới bắt lấy khủng long, nhưng nó đều né được. Thế là Tani và Nick quyết định xông lên đánh giáp lá cà với khủng long. Nhưng vừa mới đến gần đã bị nó hét cho bay ra xa. Tani, cậu có sao không? Tớ không sao. Hả?
mình chưa ngõm. Ê, mày qua đi. Ai? À, Tani và Nick đâu rồi? Chả nhẽ con cũng lòng đã ăn thịt hai đứa nó. Ta sẽ trả thù cho hai đứa nó. Xem đây. Captain Misty, thiên của ta, hãy nghe lệnh, hãy cùng ta đánh bại con khủng long này. Hả? Captain, mọi thứ đã sẵn sàng, xông lên nào. Misty cầm chiếc thiên của mình xông lên trước mặt khủng long đánh cho nó gục ngã. Khủng long ta mà chịu thua bà già sao? Xem khiên của ta đây. Cú xoáy đại bác xuất chiêu. Nó cản phá được rồi. Bà còn gì ghê gớm hơn không? Sao con cũng lòng đó có thể? Giờ bà tính thế nào? Nhưng khi Misty trọng thương, khủng long thừa thắng mà xông lên. Misty, không được rồi, chúng ta phải cố lên cứu Misty. Ta đến rồi đây, khủng long bạo chúa, tránh xa cô ấy ra. Đúng lúc nguy cấp, Neighbor đã kịp thời có mặt, thể hiện một pha anh hùng cứu mỹ nhân đi vào lòng người. Ông ấy vừa chạy vừa lột hết quần áo dài ở ngoài của mình, chỉ để lại chiếc quần và cái áo cộc tay, rồi ngay lập tức biến hình thành hở. Hết Neighbor đã xuất hiện. Neighbor, cuối cùng anh cũng đến. Có anh ở đây rồi. Neighbor, bắt đầu trận đấu. Neighbor xô ra một loạt lưới và truyền áp đảo khủng long, rồi từng cùng một cú đấm đánh tiến luôn con khủng long lên trời. Wow, Neighbor, ông thật tuyệt vời. Không có gì, về nhà thôi. Hả? Mọi người đâu cả rồi? Leo leo. Hôm đó Tani và Nick nắm tay nhau cùng đi hẹn hò. Không khí lãng mạn bao trùm xung quanh. Tani, tớ thích cậu lắm. Tớ cũng thích cậu. Hai đứa dừng lại ngay. Hả? Misty, mẹ à. Ai, ta sẽ không để cho hai đứa yêu nhau đâu. Hả? Gì đây? Bỏ tay con gái ta ra. Tani, con mau về nhà ngay cho mẹ. Đừng có mà làm phiền con gái tôi nữa. Nick ơi. Hả? Tani, dép của cậu. Đi nhanh lên. Ta nói rồi đấy, tránh xa Tani ra, nếu không tôi sẽ xử lý cậu. Đi về nhà. Tani. Không chấp nhận bị Misty chia rẽ tình cảm, Nick tìm đến tận nhà đạp cổng để gặp bằng được Tani. Misty, cho cháu gặp Tani đi. Đây là món quà cháu muốn tặng cho cậu ấy. Ơi, nhầm rồi. Misty, cháu muốn gửi bó hoa này cho Tani. Hả? Là ông, tôi sợ nhất là ông, cậu biến đi. Hả? Cháu không cố ý. Ai, đuổi đám ông này đi cho tôi. A few moments later. Misty, cháu cầu xin cô đó, hãy cho cháu gặp ta đi. Cậu không có cửa đâu, mau cút đi cho khuất mắt tôi. Misty, cho cháu gặp ta đi. Cút đi. Thả tôi ra ngay. Misty, cho cháu cơ hội đi mà. Thả ta ra. Misty, hãy cho cháu cơ hội. Thả ta ra, dai như đĩa thế. Cút đi, đũa móc mà đòi dòi mâm son à. Ouch. Ai lại ngán chân ta vậy hả? Đáng ghét, dám ngán chân làm ta ngã à? Cho chưa nè, đáng đời nè. Oh no, là một con khủng long bạo chúa nữa. Bà vừa đá ai hả? Bà già. Tôi không cố ý. Ai cứu tôi với, cứu tôi với. Cứ đừng lại gần ta. Hả? Mẹ ơi, Nick ơi, có chuyện gì xảy ra vậy? Tani, chạy nhanh đi, ta sẽ cứu mẹ cậu. Mẹ ơi, không được làm hại Misty. Để giải cứu Misty khỏi con khủng long bạo chúa lửa, Nick đã biến thân thành siêu anh hùng người nhện. Khủng long, mau thả Misty ra. Nick bắn từ nhện đến trói con khủng long lại, buộc nó phải thả Misty ra. Ha ha ha, lêu lêu, có giỏi thì bắt ta đi. Lêu lêu lêu, đuổi theo ta nè. Bị chọc tức, khủng long bạo chúa lửa nổi giận, nó đuổi theo Nick như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy. Nhanh lên theo ta nè. Ha ha ha, cuối cùng cũng
dụ được ngươi ra đây. Giữ được khủng long bạo chúa lửa cách xa khỏi chỗ mẹ con Tani, Nick mới bắt đầu phản công. Cậu ấy đu lên cao, đá một phát thật mạnh vào mặt khủng long bạo chúa. He he he, lại đây nào. À, ai da, chóng mặt quá. Ta không dễ thua vậy đâu. Hãy xem đây, khủng long. Tạo sự chú ý cho khủng long chạy đến. Nhân cơ hội đó, Nick lấy hòn đá ném vào khủng long khiến nó bị đè bẹp dưới đường. Misty, Tani, chúng ta đã an toàn rồi. Wow, yeah, Nick thật là tài giỏi. Nick, cậu thật là giỏi đấy. Giờ thì Misty có cho cháu cơ hội không? Ha ha ha, tất nhiên rồi. Nick, từ giờ hãy bảo vệ con gái của tôi nha. Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn Misty. Hai đứa thật đẹp đôi. Ôi, tình yêu của em. Wow, mọi người đang nướng đồ ăn ngoài trời sao? Thật là vui. Wow, thơm quá, sắp được ăn rồi. Thật là thơm, mình thật là khéo tay mà. Lật đều tay vào nhé mọi người. Wow, thật là ngon quá đi mất. Mình thèm rớt nước miếng ra rồi. Ôi, ngon quá đi. Nóng, nóng quá đi. Wow, tôi chưa bao giờ ăn cái gì mà ngon như vậy. Bên ngoài, Sunit và Neighbor bụng đã đói cồn cào, nhìn mà phát thèm. Họ nhìn những người Tani ăn từng miếng mà nuốt nước bọt ực ực. Hả? Lũ ngốc này. Sunit à, chúng ta mau nghĩ cách để được ăn những món kia đi. Muốn ăn không muốn làm hả? Wow, thơm nước mũi. Chấm chút tương ớt nào. Ủa, xin cá viên của mình đâu mất rồi? Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi lấy được rồi nè, thấy tôi giỏi không hả? Wow, thật là ngon quá đi thôi. Đưa đây cho tôi nào. Không có chuyện đó đâu, tất cả là của tôi hết. Mau đưa đây cho tôi nào. Ủa, chơi gì kỳ vậy? Nó là của tôi mà, tôi đã lấy nó. Tên ngốc này. Thật là phát điên lên mất. Tên đó thật đáng ghét. Làm ơn, sao nít đỏ à, hãy cho tôi một miếng đi, tôi đói lắm rồi. Ôi trời đất ơi, được thôi, để tôi đi lấy thêm về cho mọi người. Ba người Tani, Nick và Baby Misty đang khao hứng ăn thành quả của mình mà không hay, chúng sẽ bị cướp mất ngay sau đó. Họ định cắn một miếng mà tất cả đã biến mất. Bực mình quá. Thật là đáng ghét mà. Không thể tha thứ cho chúng được. Tôi quay trở lại rồi đây, chào các bạn nè, mau ăn đi. Wow, cậu thật là giỏi. Tôi sẽ ăn thật ngon miệng. Lũ ngốc kia vẫn không biết chuyện gì xảy ra sao. Ngon quá đi thôi. Có đồ ăn khiến đám người Sunit vô cùng vui vẻ. Phải làm thế nào giờ? À, mình nghĩ ra rồi, mọi người mau đi thôi. Nó đây rồi, vũ khí bí mật của ta. Wow. Ôi, mùi khó ngửi quá. Mùi thật kinh khủng. Sau đó, ba người kết hợp tất cả những món đồ đó lại bỏ vào nồi nước. Một thứ nước kinh khủng đã được tạo ra. Wow, chúng ta thành công rồi. One hour later. Mau lấy nó ra đi, baby. Xem đây, món ăn độc nhất ra lò. Ba người giả bộ rằng món ăn đó vô cùng ngon miệng. Họ rất muốn ăn nó ngay lập tức để đám người Sunit mắc bẫy. Ngon quá, tôi muốn ăn nó ngay bây giờ. Nhâm nhâm, con muốn ăn miếng to nhất. Oh my god. Hả? Đám người Neighbor đã bị mắc bẫy rồi. Họ thèm đến mức muốn cướp lấy nó ngay lập tức. Mau qua đó cướp về đi Sunit. Yeah, cậu thật là giỏi đó Sunit à. Để tôi ăn trước một miếng nào. Sau đó họ tranh giành nhau ăn ngấu nghiến miếng thịt mà không hay mình đã bị lừa. Ủa? Ngon đấy. Họ đã bị chúng ta lừa rồi. Một lúc sau đó. Ơi, no quá đi. Thiệt là ngon miệng. Đi không nổi nữa. Hả? Chuyện gì vậy? Có chuyện gì đó? Hả? Oh my god. Hả? Là bọn ta đi. Ôi không, đừng qua đây. Tha cho chúng tôi đi mà. Ôi không.
Mau chạy thôi. Chạy, chạy lẹ. Hả, chờ tôi. Ôi không, khả năng chạy siêu tốc của đám người Sonic đã biến mất. Họ chạy chậm còn hơn cả rùa nữa. Ờ, có chuyện gì với chúng ta vậy? Sao chúng ta chạy chậm vậy trời đất ơi? He he, các người đã trúng kế của bọn tôi mà không biết sao? Ôi không, ôi trời ơi, bây giờ phải làm sao đây? Mau xông lên, xử lý bọn chúng. Sau đó, Sonic và Neymar bị ba người Tiny, Nick, Baby Misty đánh cho một trận như đòn. Much, much, much later. Thật đã cái tay. Mau trói bọn chúng lại đi. He he he. Mau tha cho bọn tôi đi mà. Đáng đời các người, dám ăn cắp đồ của bọn ta hả? Cho chúng tôi xin lỗi. Leo leo, lần sau xem còn dám làm vậy không hả? Sau đó ba người Tani, Nick, Baby Misty bày một bàn thức ăn ra, ngồi trước đám người Sonic và ăn uống thật ngon lành. Mau thả chúng tôi ra đi mà. Mau thả đi mà. Leo leo, còn lâu nhé. Và một ngày đẹp trời khi mọi người đang cùng nhau chơi bịt mắt bắt dê ở ngoài công viên. Ôi, mãi không bắt được ai vậy? Leo leo leo, đố Misty bắt được chúng cháu đấy. Từ trên trời bỗng có những vật thể lạ rơi xuống. Misty, cẩn thận đó. Misty, cẩn thận. Ôi mẹ ơi, gì thế này, đáng sợ quá. Những mảnh thiên thạch rơi xuống trái đất khiến bốn người sợ hãi chạy tán loạn. Chạy thôi, nhanh lên mọi người ơi. Trong lúc chạy thục mạng để thoát thân, Nick không may vấp ngã. Đúng lúc đó một mảnh thiên thạch cũng đang rơi xuống đúng chỗ đó. Ôi không, Nick, cẩn thận. Mẹ ơi, sao đáng sợ quá. Ôi, cứu mạng với. Tình huống nguy cấp, Tani đã thò cánh tay dài của mình ra chắn giúp cho Nick. Hóa ra cô ấy là Pink. May quá, mình không bị sao cả. Tí thì tưởng không ăn được cơm mẹ nấu nữa chứ. Cô ta chính là Pink Rainbow. Thế mà dám lừa dối chúng ta. Quá tức giận vì bị lừa dối, Misty và người bán kem liền biến thành siêu anh hùng người nhện và Captain để dạy cho cô ấy một bài học. Thì ra bấy lâu nay người đã lừa dối chúng tôi. Hãy xem đây. Xông lên nào, cho cô ta một bài học. Ôi, may quá. Lại gì nữa vậy? Hai người định làm gì cháu vậy? Không kịp để Tani giải thích, hai người đã lao vào đánh cô ấy tơi bời. Hai người đang làm cái quái gì vậy? Ouch! Này, sao cậu lại đánh chúng tôi? Ôi không! Tani, tỉnh lại đi! Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Này, cô ta là đồ giả mạo đó, đừng lại gần cô ta! Tani! Hai người còn già mồm à! Nick ngay lập tức lấy điện thoại ra và gọi cho cảnh sát để cầu cứu sự giúp đỡ. Hai tên kia, giơ tay lên đầu ngay! Các người đã bị bắt vì hành vi đánh người! Ôi không, không phải chúng tôi. Chúng tôi không có tội. Thả chúng tôi ra đi mà. Hãy nghe chúng tôi giải thích đi mà. Đừng có nói nhiều nữa, đi nhanh cái chân lên. Pink, ta không tha cho cô dễ thế đâu. Sao mà làm lại tôi cơ chứ? Mình đã có cách. Misty cướp lấy khiên của Captain, ném về phía người Nick. Nick, cẩn thận đó. Ôi mẹ ơi, Misty bị điên rồi. Để cứu Nick, Tani đã hiện nguyên hình là Pink Rainbow rồi lao đến đỡ đòn giúp cho cậu ấy. Đau quá. Chuyện gì vậy? Ôi không, không phải là Tani sao? Gosh, Misty dám làm hại đến Nick sao? Đáng ghét. Cô ta là Pink, không phải Tani. Nick ơi, cút đi, ta không quen ai như vậy cả. Cảnh sát khủng long thấy thế thì cũng ngay lập tức xả súng về phía Pink mà không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Misty cũng không chịu đứng yên, bà ấy phá bỏ dây trói và cởi giúp cho cả Captain. Sau đó hai người nhanh như tên lửa lao đến tấn công Pink Rainbow. Misty lộn 10 vòng điêu luyện, bắn tơ nhện ra trói chặt lấy Pink. Còn Captain thì dùng chiêu khiên chi thuật mà phóng đến. Bị tấn công dồn dập và liên tục từ nhiều phía khiến cho Pink vô cùng phẫn nộ, tức giận. Cô ấy vung tay một cái, lớp trói đều biến mất. Pink vươn đôi tay dài của mình ra, đấm thẳng vào người Captain, khiến cho ông ấy đập người vào một cái cây. Cô ấy tiếp tục vươn hai tay ra cướp lấy súng liên thanh từ tay cảnh sát khủng long trong sự ngơ ngác của anh ta, rồi không thương tiếc đấm bay răng cảnh sát khủng long. Xem nè, tạm biệt! Đến lượt Misty, Pink túm lấy bà ấy, nhấc bổng lên trời rồi đập mạnh xuống đất. Ôi mẹ ơi, chóng mặt quá!
Để xem các người còn nhiều chuyện được nữa không. Ta sẽ xử lý từng người một. Hãy chờ đấy. Này, này, Pin, dừng lại đi. Hả, là Nick sao? Cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện với tớ. Nick ơi, không thể ưa nổi mà. Quýt đi, ai muốn chơi với ngươi? Ơ kìa, Nick. Quýt đi, tôi không có người bạn nào như cậu. Đồ nói dối. Tớ thực sự rất muốn chơi cùng cậu, Nick à. Trong khi Pin đang đau khổ vì Nick không muốn chơi với mình, thì Misty đã bê một quả tên lửa vừa to vừa nặng đến. Bà ấy dùng hết sức mình để khiêng nó, rồi ngắm thật chuẩn, ném về phía của Pin. Pin hả? Chưa hết đâu. Hãy xem đây, cho chừa cái tội lừa dối chúng tôi nè. Hả? Ôi không, Nick, Nick, mau tránh ra đi. Oh my god. Pin đã chắn quả tên lửa đó để giúp Nick không bị thương, nhưng cô ấy thì lại không qua khỏi mà ngã quỵ xuống. Ôi không, Pin, Pin ơi, Pin, cậu tỉnh lại đi, mình sẽ chơi với cậu mà. Thôi đừng khóc nữa mà Nick, nín đi. Mau đi đây, của tôi mà, đưa đây mau lên. Chồng này không có gì để ăn hết, bực thật đấy. Chồng này có không nhỉ? Là một miếng pizza. Hả? La la la, có cái gì đâu chứ. Wow, làm sao mà giấu được chứ. Sau đó ba người lao vào giành giật nhau miếng pizza. Họ giành nhau đến nỗi miếng pizza bay thẳng ra ngoài đường. Đúng lúc đó xe ô tô của Misty đi tới, nghiến thẳng vào miếng bánh, khiến miếng bánh nát và bẩn hết. Oh my god, pizza của tôi. Pizza thơm ngon, thực bực mình, đều cho Misty. Mau cầm lấy đi con trai. Yeah, thật là nhiều đồ ăn ngon quá. Wow, baby, mau đi thôi. Wow, thật là nhiều đồ ăn ngon. Đói quá đi mất thôi. Hả? Master à, mau xông lên thôi. Ba tên xấu đi theo mẹ con Misty và Jin dập họ để cướp đồ ăn. Ngon quá. Hay da, mau xông lên. Các người đến làm gì vậy? Misty à, mau đưa hết tiền của bà cho chúng tôi đi. Mau lên. Không, không được. Bắn chúng đi. Chúng bắt đầu lao vào tấn công Misty và cậu bé. Misty hết dùng ghế, rồi lại dùng đến bàn để chặn lại những đợt súng nã đến. Lửa giận trong cơ thể Misty đùng đùng nổi lên và bắt đầu hét lớn và biến thành người xanh khổng lồ hết. Hả? Cái quái gì vậy trời ơi? Sau đó Misty đã lao vào đánh cho ba tên xấu ra một trận như đòn, khiến bọn chúng không kịp trở tay. Hoan hô, Misty thật là tuyệt vời. Hoan hô, yeah. Mệt quá. Mommy, mommy thật là tuyệt vời. Yeah. Chúng ta đi thôi nào con trai. Bà tên xấu bị đánh cho vậy vẫn không chịu cam tâm. Chúng đã vô cùng tức giận. Chúng bàn nhau để cùng nghĩ ra cách trả thù Misty. Cô gái cũng đã nghĩ ra cách dùng Mỹ Nam kế để đánh lừa Misty và nhân cơ hội đánh lén bà ấy. Hả, tao thấy kế đó cũng khá ổn đó. Nhưng ai sẽ là người thực hiện chứ? Cứ để đó cho tao. Cô gái và chàng trai bắt đầu nghĩ đến cảnh người xanh biến thành hot boy đến cưa cẩm Misty. Và cả hai cười chế nhạo người xanh ảo tưởng. Hey, chúng mày không được cười, bực mình thật mà. Tao thấy mày rất phù hợp đó. Không, tao không làm đâu. À, tha cho tao đi mà, bỏ tao ra. Vèo cái, chàng trai đã biến thành một hot boy cool ngầu. Vẻ đẹp trai hào nhoáng khiến cô gái và người xanh phải bất ngờ và vô cùng đắc ý. Wow, tuyệt vời. Chồng mày thật là bánh cày đó, không nhận ra luôn. Misty đang trên đường đi chợ thì bị tên người xanh bắn một loại thuốc lạ vào người, khiến bà hoa mắt chóng mặt. Ây da. Ôi. Ơ. Đúng theo kế hoạch, chàng trai đi đến. Wow. Xin chào em, cô gái nhỏ nhá, là trai đẹp. Yeah, bà ta trúng kế rồi. Anh yêu à, mau đi về nhà với em. Lúc
này cậu bé vẫn vui vẻ chơi ở nhà mà không hay biết chuyện gì đã xảy ra. Hả? Là Joker, tại sao hắn lại ở trong nhà mình? Thật là bực mình. Con yêu à, đây là một chàng trai tốt đó. Anh ấy không phải là người xấu đâu con ạ. Xin chào cháu. Chàng trai giả bộ giúp đỡ Misty lau dọn nhà cửa để lấy lòng tin của bà ấy, khiến Misty trở nên mù quáng. Anh yêu à, đến tay chút ăn hoa quả nè. Thật là bực mình. Thằng nhóc, cứ chờ đã đi. Trong lúc Misty và cậu bé đang ngồi ngoài nhà, Joker bắt đầu kế hoạch của bọn chúng đã bàn bạc với nhau từ trước. Hắn lấy ra từ trong túi áo một lọ thuốc độc và cho vào đồ ăn của hai mẹ con Misty. Tới lúc hành động rồi. Wow, thơm quá. Cảm ơn anh nhé, anh yêu. Con không ăn đâu. Cậu mang thì mẹ ăn một mình đó. Wow, ngon quá. Ngon 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 ngon. Baby à, ngoan nào, mau ăn đùi gà đi. Không, chắc không ăn đâu. Không ăn. Không ăn mà. À, đau bụng quá. Ôi, cái bụng tôi. Mami có sao không? Đau quá. Mami. Trúng kế của ta rồi. Mau vào đây, mau lên. Mày giỏi lắm. Nhanh như vậy đã lừa được Misty rồi. Đi thôi. Wow, thật là nhiều tiền. Cần này sẽ giúp bọn mình sống cả đời. Lũ xấu xa nhanh chóng lấy hết tất cả những món đồ có giá trị trong nhà của Misty đi hết. Wow, vàng bạc, châu báu. 10 minutes later. Đi thôi, nhìn lên. Đủ rồi, chúng ta đi thôi. Mau chừa nhanh lên nào. Mau trả lại tiền và trang sức cho ta. Mau dừng lại hết cho ta. Không được chạy. Misty cố gắng hết sức để biến hình, nhưng thuốc độc đã khiến bà mất hết sức mạnh. Ôi, sức mạnh của mình mất hết rồi. Giờ thì làm gì được bọn ta chứ. Mau đi thôi nào. Không được bỏ chạy. Mau trả lại tiền cho tôi. Nhưng Misty không làm được gì, ngược lại còn bị chúng đánh cho một trận như đòn. Trả này. Ui da. Trả cho bà này. Hả? Mami. Mami ơi. Mami. Lũ xấu xa, thật là quá đáng mà. Không chịu đựng được nữa rồi. Cậu bé gầm lên một tiếng, bỗng chốc biến thành người xanh khỏe mạnh. Hả? Ôi không. Ai nhức đầu quá, âm thanh thật kinh khủng. Ôi không, thật đáng sợ. Hức. Hãy do. No. Yeah, con đã đánh bại chú. Giỏi lắm con trai. Các em nhỏ đừng nên nghe lời người lạ và hãy mau ăn chóng lớn nha. Hãy khỏe mạnh như mình để bảo vệ bố mẹ nha. Cứu tôi với, có ai không? Cứu với. Ôi trời, nó chạy nhanh dữ vậy. Này, đứng lại đó cho tôi. Ôi da. À, ngã cả tôi rồi. Ôi, đau đầu quá. Ôi, thật là đáng ghét mà. Ôi, ôi da, đau quá. Ta sẽ cho ông biết tay. Ôi không, đừng qua đây. La la la, la la la. Hả, bên kia có chuyện gì mà rơm rã quá vậy? Ôi, thật là quá đáng mà. Dám bắt nạt ngay bờ của mình. Misty lại nhẹ nhàng xoay một vòng và biến thành người xanh hớt. Hớt khỏe mạnh liền bê chiếc ô tô ở ven đường, ném thẳng về phía Mommy Longlegs, nhưng lại bị cô ta hất ra một cách dễ dàng. Ôi da. Không chịu thua, Misty nhặt những hòn đá ở ven đường, ném về phía Mommy Longlegs, lấp luôn cô ta thành một cục. Xong xuôi, Misty lại biến trở lại bình thường. Neighbor, ông có sao không? Mua, yêu lắm cơ. Leo leo, chúng ta mau đi thôi nào. Ta phải trả thù. Ta sẽ trả mối thù ngày hôm nay. Luôn bắt cái chi. Misty cầm trên tay một hộp trang sức tuyệt đẹp. Bà ấy sẽ tặng cho Neighbor. Misty, cứu, cứu với. Misty, cứu cho với. Hả? Tani. Misty, cứu, cứu với. Misty,
mình phải cứu ai bây giờ? Danny, Misty nhanh lên, chỉ còn 5 giây thôi. Ôi da, đau quá đi. Chóng mặt quá. Nhiều ngôi sao quá. Đã biết sức mạnh của ta chưa? Ôi không, cứu với. Neighbor, không thể tha thứ được nữa. Xem đây, em sẽ đến để cứu anh. Neighbor à, hãy đợi em một chút thôi anh yêu. Nắm lấy tay em nè. Ha ha, may mà có Misty. Cảm ơn em. Oh no. Oh yeah. Ôi không, phải chuồn thôi. Mommy lần lét đang bỏ trốn kìa. Lần lét, mau đứng lại đó. Chạy đi đâu hả? Hãy thả tôi ra đi mà, làm ơn. Không chạy được đâu, hãy xem đây. Cái gì vậy? Ha ha, chúng ta hãy cho cô tài bay lên vũ trụ luôn đi. Tôi sẽ còn quay trở lại. Tuyệt vời lắm. Tạm biệt nha, Mommy.